Bây giờ để cho quý vị khỏi chờ mong thêm nữa, chính họ sẽ hát bài hit của chính họ. Ok. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đau, ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi, vì tôi chỉ có em, tôi không là giấc mơ. Giấc mơ đời em được hạnh phúc. Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi, ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi. Người ấy và chính tôi trong cuộc tình chúng ta, em phải nhận ra một người thôi. Em chọn ai? À, chọn ai? Chọn ai? Dạ, em chọn Hứa Minh Đạt. Em chọn Hứa Minh Đạt. Yeah.